Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay giới thiệu đến cho bà con dòng sản phẩm máy cắt ít ốc, bấm ít ốc bên Điện Máy Cường Linh kinh doanh cũng như là buôn bán. Thì đây là cái dòng máy tự động liên hoàn. Thì bà con tự động thì bà con cứ đổ ốc vào và trực tiếp cắm máy lên, thì máy sẽ trực tiếp cắt cho bà con luôn, không cần phải cắt từng con như là những công nghệ cũ, cũng như là bà con phải bấm bằng tay, nó khá là mất thời gian cũng như là gây sự mệt mỏi cho bà con. Đấy, tốn chi phí nhân công làm cắt ít ốc thì nó khá là lâu. Đấy, thì bên Điện Máy Cường Linh giới thiệu đến cho bà con một đôi sản phẩm này. Thì đối với những cơ sở mà sản xuất ngày tầm 12 đến 13 kg đổ lại, là những cơ sở quán nhỏ, quán ốc nhỏ, thì có thể tham khảo qua dòng máy mini nhỏ như thế này. Còn nếu những cơ sở lớn ngày cắt khoảng độ tạ hoặc là yến, đấy, 100 cân hoặc là hơn 100 cân gì đấy, thì có thể tham khảo qua dòng máy lớn này. Đấy, thì có hai sự lựa chọn cho bà con đa dạng. Đấy, cũng như là bà con có thể thoải mái lựa chọn về nhu cầu sử dụng của mình. Đấy, thì đối với dòng máy nhỏ thì nó có cái độ tiện lợi, nó là máy nó gọn gàng, cũng như là bà con BTB lại nó dễ dàng hơn, cũng như là máy có cái giá thành nó hợp lý hơn so với cái dòng máy lớn. Thì thông báo giá luôn cho bà con về cái dòng máy nhỏ và máy lớn này. Thì máy nhỏ thì giá nó là 4 triệu bao cước, đấy, hỗ trợ cước đến tận nhà cho bà con. Đấy, còn máy lớn thì nó là 7 triệu 300 nghìn. Đấy, thì bà con có thể tham khảo qua cái giá bán của máy, thì để mình có cái nhìn tổng quan cũng như là có thể đặt được máy về để sử dụng. Đấy, thì giới thiệu qua ký cho bà con luôn về dòng máy nhỏ này, sau đấy tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con dòng máy lớn. Đấy, máy nhỏ thì nó thiết kế bằng nhựa. Đấy, nhựa này là nhựa nguyên sinh, cực kỳ chắc chắn, nhựa dẻo. Đấy, bên trước máy nó sẽ có một cái mặt meca như thế này. Đây, một cái mặt meca như thế này, thì cái này thì bà con rút ra có thể vệ sinh ở bên trong cái phần guồng như thế này. Đấy, mình có thể vệ sinh lại. Thì sau khi bà con cắt ốc thì bà con chú ý là mình đổ thêm một ít nước vào cho nó trôi hết cái ít ốc của trong này ra nhá, để máy nó đỡ bẩn. Đấy, thì đây, máy thì nó, máy nhỏ thì nó sử dụng một lưới dao. Đấy, còn có một cái ống ngay ở phía bên này, đấy là cái ống cân bằng. Đấy, khi nó quay nó không tạo ra cái độ rung lắc, để máy quay cho nó êm. Đấy, cũng như là cái cơ cấu hoạt động nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, cái lồng này thì nó sẽ trực tiếp những cái đít ốc nó sẽ lọt qua những cái lỗ này, và khi mà cái dao nó đi qua phần lồng thì nó sẽ cắt luôn. Đấy, nó cắt cái đít ốc luôn. Đấy, bà con có thể đếm từ trái qua phải thì nó cần có hơn khoảng tầm 12 đến 13 lỗ. Đấy, thì cũng nhanh thôi. Đấy, một cái vòng quay như thế này thì nó sẽ cắt được 12 đến 13 con. Đấy, khi mà bà con đổ ốc vào thì đây, đây trên này là cái miệng để bà con đổ ốc vào này. Đấy, ốc khi mà chạy vào đây thì bà con cho nó quay khoảng tầm 5 đến 6 phút thì nó sẽ xong một mẻ. Đấy, còn nếu như mà có những cái phần ốc hơi khó cắt hơn thì bà con có thể để lâu hơn. Đấy, còn nếu như mà bà con mà mình bỏ vào mà cảm giác mà cái độ ốc nó dễ cắt nó được rồi thì có thể giảm với cái thời gian hơn, thì không cần phải để 5 đến 6 phút. Đấy, có thể 3 đến 4 phút thì cũng có thể xong được rồi. Đấy, thì máy thì thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, chắc chắn. Đi theo máy được tặng kèm thêm hai cái phần dây cu loa như thế này nhá. Đấy, hai cái dây cu loa như thế này thì bà con sử dụng thì có thể thay thế, cũng như là trong quá trình sử dụng lâu dài bà con có những cái phần nào mà nó bị hỏng hóc thì có thể liên hệ bên chúng tôi để trực tiếp gửi đồ về cho bà con thay thế. Đấy, đối với những cái dòng máy nhỏ như thế này thì nó cũng sửa chữa nó cũng khá đơn giản thôi, thì bà con chỉ có phần thay phần dây cu loa và bánh răng thôi, thì nó không có quá nhiều cơ cấu nó phức tạp. Đấy, máy thì trọng lượng nó rơi tầm độ 12 đến 13 cân. Thì bà con có thể xem một tay cũng được. Đấy, mình có thể đưa ra trực tiếp cắt. Và đối với những cái dòng máy như thế này thì bà con sử dụng ở những cái quán ốc thì nó khá là tiện. Đấy, thì mình khi nào cắt khét vào thì mình có thể đưa ốc ra cắt luôn, thì nó sẽ đảm bảo được cái độ tươi. Đấy, độ tươi của ốc. Đấy, chứ không phải cắt trước cũng như là để nó qua ngày, hoặc là để nó lâu quá thì nó sẽ không được ngon. Đấy, cũng như là cái thời gian để bà con chuẩn bị ốc cho khét thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, là cái dòng máy nhỏ. Đấy, còn đối với bà con sản xuất nhiều cơ sở lớn để nhập ốc cho các quán khác thì có thể tham khảo qua cái dòng máy lớn như thế này. Đấy, máy lớn như thế này. Đối với những dòng máy lớn này thì sẽ rất phù hợp với bà con nào cắt nhiều. Đấy, thì máy có công suất là cắt khoảng độ tầm mỗi mẻ sẽ là 10 kg đổ lại. Thì bà con có thể cắt thoải mái một ngày thì bao nhiêu ký cũng được. Tại vì do cái dòng máy lớn này nó sẽ chạy nhông với là xích thì nó sẽ đảm bảo được cái độ bền hơn, cũng như là bà con sử dụng nó không phải suy nghĩ quá nhiều.
Đấy thì thiết kế thì cũng như cái dòng máy cắt nhỏ thôi, nhưng mà máy cắt lớn này thì cái phễu ra, cái phễu vào thì nó sẽ lớn hơn. Đấy, cũng như là có cái phần ống nước để bà con trực tiếp cắm vào để cho nó trôi cái đít ốc luôn. Thì đấy, thì là cái máy này nó sẽ phục vụ theo kiểu công nghiệp. Đấy thì mình sẽ làm nhiều, cũng như là theo dây chuyền thì nó sẽ ấy hơn. Còn cái phần nắp ở bên này thì là mở ra này, đấy. Thì cái máy lớn thì nó sẽ có hai dao. Đấy, tôi bà con chú ý là nó có hai dao như thế này. Đấy, hai dao. Đấy, và toàn bộ được làm bằng khung thép hết, cực kỳ chắc chắn. Đấy, và cái phần lồng này thì nó cũng như cái phần máy nhỏ thôi. Đấy, từ qua chỗ này qua bên này còn tầm 12 đến 14 lỗ. Nhưng mà cái kích thước lồng thì nó sẽ lớn hơn. Đây, bà con làm thì cũng trong vòng 5 đến 6 phút là xong một mẻ. Đấy, còn khi nào sử dụng thì bà con nhớ gài cái khóa này vào. Đấy, mình gài vào như thế thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, thì máy chạy motor lớn luôn. Thì là sau đây tôi sẽ cắm thử cho bà con cùng xem ơi. Máy nó hoạt động như thế nào. Đấy, mở nắp ra cho bà con xem luôn thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Quay khá là êm. Đấy, thì cái phần miệng ra là nó ở bên này này. Đấy, thì khi bà con cắt xong ốc rồi khoảng 5 đến 6 phút thì bà con trực tiếp rút cái phần tấm thép này ra. Đấy, nó có một phần tấm thép để chắn cái phần ốc nó chạy ra này. Thì bà con rút ra để cho ốc nó trực tiếp nó chạy ra luôn. Đấy, thì là đối với cái dòng máy lớn. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy cắt ít ốc nhỏ cũng như cắt ít ốc lớn tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Lên, địa chỉ 36 Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây. Để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Chân thành cảm ơn.